Xin chào các bạn, những người yêu thích làm vườn. Mình xin giới thiệu đây là giàn bầu ở nhà mình. Thì mùa hè là mùa của bầu mướp, khổ qua, những loại rau quả ra rất là tốt ở Úc vì nắng ấm. Thì hiện tại ở giàn bầu nhà mình đợt này ra rất là nhiều trái luôn các bạn. Vì khi thụ phấn nó có đợt, một đợt mình thụ phấn 5-10 bông thì bây giờ nó ra trái quá chừng luôn. Qua đợt này thì đợt sau trái nhiều tiếp tục nữa. Thường thì mỗi bạn trồng bầu có người đem đi cho bạn bè, trồng dư thì có những bạn lại bán bầu để lấy tiền mình mua phân bón, mình tưới nước cho cây. Nhưng mà hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách khi mà bầu nhà chúng ta nhiều quá thì cách nào để mình xử lý. Thì ở nhà mình á, bầu nhiều như thế này, ăn nhiều cũng ngán rồi. Thì bây giờ á, mình mới tìm hiểu là mình sẽ cắt và đem vô nhà để mình phơi khô. Thì á, bầu nhiều lắm các bạn, ăn không có thể nào hết được. Mà mình cất á, thì nó sẽ già đi, nó sẽ không ngon. Cho nên đó là khi mình thu hoạch, mình lựa những trái mà vừa ăn á, thì các bạn sẽ cắt đó để mình phơi khô, còn những trái non á, thì để mình xào, mình chế biến món ăn cho nó ngọt, nó ngon. Còn khi mà các bạn cắt phơi khô á, lựa những trái vừa ăn, đừng có non quá. Nếu các bạn lấy trái non quá đó, khi mình phơi á, cái màu của bầu khô, khi lúc khô á, nó sẽ bị đen. Còn các bạn lấy trái mà nó vừa ăn á, nó vừa, đừng có già quá cũng đừng non quá đó, thì khi mình phơi á, cái màu nó vẫn còn á, màu sáng. Thì bầu của mình khi mà mình vừa hái vô là mình làm liền luôn. Tại vì bây giờ trời bắt đầu có nắng rồi, mình tranh thủ nắng, mình phơi trong vòng 2 ngày để cho bầu nó khô. Mình đừng có để lâu quá thì nó sẽ bị mốc, nó không tốt. Thì khi các bạn gọt vỏ xong, mình rửa sơ nước lạnh, xong rồi mình sẽ xắt nhỏ vừa cái miếng mà mình vừa ăn. Các bạn có thể xắt nhỏ mỏng cái cọng nhỏ như mình, hoặc có thể xắt thấy lát tròn lát mỏng, thì tùy theo nhà mình muốn ăn kích cỡ nào thì mình xắt cái kích cỡ đó. Thì khi các bạn cắt xong rồi á, thì mình đem ra mình phơi nắng, mình tranh thủ mình phơi hai nắng. Các bạn lựa ngày nào mình nắng thật là nhiều á để mình phơi nó nhanh khô. Sau khi mình phơi ngày thứ nhất xong thì mình đem vô và tiếp tục mình phơi ngày thứ hai, thì các bạn xem kết quả của ngày thứ hai nè. Các bạn ơi, bầu của mình sắt nè, mình phơi nè, hai trái bầu luôn á, hai trái bầu bự luôn á. Mà khi mà mình sắt xong rồi á, mình phơi ra bây giờ nó khô rồi, nó teo lại còn có chút xíu như vậy nè, nhìn vui ghê không? Cho nên các bạn mà trồng bầu á nhiều á, đừng có lo, các bạn cứ phơi khô như vậy đi, phơi càng khô càng tốt. Rồi mình cất vô cái bịch giống như là mình cất măng khô vậy đó. Khi mình ăn á, mình ngâm nước, giống như măng mình ăn mình ngâm nước vậy đó, ngâm cho nó nở ra, xong rồi mình xả nước, mình vắt cho khô. Chắc đó các bạn muốn xào tỏi, hoặc là làm cái món mà dành cho mấy người ăn chay á, hoặc là mình thay đổi khẩu vị á, mình ăn thịt cá, mình ngán á, mình thay đổi nó, vậy ăn, nhìn nó như vậy nè, bây giờ nó khô luôn rồi, nhưng mà mình đợi hết nắng hôm nay luôn cho thiệt là khô luôn. Rồi vì á, mình sẽ cất, đảm bảo không có bị mốc hết các bạn. Rồi, các bạn cứ yên tâm mà trồng cây, trồng bầu rồi nhiều lên đi nha. Thì mình sẽ áp dụng cái cách này. Và đây là đoạn video mình chia sẻ với các bạn cách để mình làm bầu khô. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn yêu thích video, xin bấm nút đăng ký ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.